Bạch sư cho con hỏi, cúng dường dân y tắm mưa và dân y cá thi ná được phước báo gì ạ? À? Thưa sư, cúng dường như thế nào là tròn đủ phước báo và đúng à, khi con có ít tiền? Con cảm ơn sư. Thì cái việc dân y ấy, thì chúng ta sẽ có quả báo của việc dân y. À, ví dụ như Đức Thế Tôn ngài có một cái làn da rất là đẹp, đó là bởi vì kiếp quá khứ khi còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, ngài luôn cúng dường bố thí những cái loại vải vóc lụa thượng hạng đến cho chúng sanh khác. Hoặc như là trường hợp của bà Quý Sa Kha thì thường được nhắc tới như là một người hưởng được quả báo của việc dân y. Tức là bà có tuổi trẻ, bà có sắc đẹp, bà có sức mạnh. Đã. Rồi nếu như quý vị dân y mà quý vị có cái lời phát nguyện là đời sau con xuất gia thì sẽ xuất gia theo dạng y hiếp phí khú, thì quý vị cũng sẽ được như nguyện. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể có được những quả báo khác tương ứng với việc bố thí, như là được giàu sang, được an lạc, được sanh về cõi trời, vân vân. Còn khi bố thí cúng dường để đạt được nhiều phước báo nhất thì chúng ta phải có tam tư, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu. Nghĩa là sao? Nghĩa là chuẩn bị trước khi bố thí, có sự chuẩn bị đầy đủ. Trong khi bố thí thì bố thí tận tay, bố thí với sự cung kính, bố thí với vật quý trọng không quăng bỏ, bố thí có suy tư về đời sau. Đó. Rồi sau khi bố thí thì có sự hoan hỷ, có sự hồi hướng và không có sự hối tiếc. Ngoài ra thì trong suốt thời gian chúng ta bố thí, chúng ta không để những tâm bất thiện có cơ hội chen vào. Thì như vậy là việc bố thí cúng dường của quý vị sẽ được nhiều phước báo.